Đây là gì, cá cá lóc con hả? Nó gọi là gì? À ha, Nam ơi, đây là cá gì? Lòng rồng à? Cá lóc con. Cá lóc con. Cá này thường lòng. Nó đi ra chợ nó cũng vớt nãy bán nè. Quá trời luôn. Này. Đây là có thường có một bầy có hai con mẹ con cha hay đi theo cá. Xin giới thiệu là chúng ta hôm nay được quyết định chọn cái này làm điểm thực nghiệm theo công nghệ Nhật, hữu cơ, phân hữu cơ Nhật. Và sau bao lâu nữa thì có trái? Cái này nè. Thì bọn anh sẽ thu mua toàn bộ. 10 tháng nữa. Sau 10 tháng nữa thì sẽ có sản phẩm thu mua toàn bộ theo trồng theo cái công nghệ của phân bón của Nhật. Và quý vị bây giờ hãy đặt hàng ngay nhá, đặt hàng ngay. Nếu không thì sẽ không có sản phẩm đâu.